Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 24 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 đến 16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14,5, 15,5 độ Vĩ Bắc và 114,5, 115,5 độ Kinh Đông gây mưa dông ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Dự báo, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo hôm nay, Bắc Bộ vẫn nắng nóng nhưng không còn gay gắt như hôm qua, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 C, riêng Hòa Bình nắng nóng 35 C. Đêm nay và sáng sớm mai ngày 25 tháng 9, Bắc Bộ sẽ có mưa dông. Dự báo ngày 25 tháng 9, sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 9 do ảnh hưởng của áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam.